Quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Trường Doanh nhân HBR. Quý vị và các bạn thân mến, ngành nhượng quyền thương hiệu đang nở rộ tại Việt Nam với sự có mặt của nhiều thương hiệu lớn trên thế giới, đã có nhiều kẻ thắng và cũng không ít người thua. Vậy, sự thành công trong kinh doanh nhượng quyền thương hiệu đòi hỏi những yếu tố nào và doanh nghiệp Việt cần phải làm gì? Ngay sau đây, hãy cùng Trường Doanh nhân HBR tìm hiểu qua bài học Nhượng quyền thương hiệu, mô hình chia sẻ thịnh vượng. Chia sẻ thịnh vượng và rủi ro. Một buổi chiều đẹp trời giữa tháng 11, quán kem Baskin Robbins tọa lạc trên mặt tiền con phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đông nghẹt khách xếp hàng chờ tới lượt mua kem. Với một mức giá không hề rẻ, trung bình khoảng 40.000 đồng một viên kem. Thế nhưng, hầu hết các bậc cha mẹ đều không hề tiếc tiền, mua cho con mình từ 2 viên trở lên hoặc là mua combo, mua cả hộp kem và đĩa kem lớn với được giảm giá. Chính thức đặt chân tại thị trường Việt Nam từ năm 2013, thông qua mô hình nhượng quyền thương hiệu, thương hiệu kem Mỹ theo chuỗi lớn nhất thế giới hiện nay đã có 37 cửa hàng tập trung tại các thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Một thương hiệu lớn của Mỹ khác trong lĩnh vực F&B, kinh doanh chuỗi nhà hàng, mặt hàng thực phẩm và đồ uống là Starbucks, hiện cũng đã mở 22 quán cà phê tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thông qua một hợp đồng nhượng quyền đối tác Maxim Concept của Hồng Kông. Ngay khi vào Việt Nam, Starbucks cũng đã chọn thành phố Hồ Chí Minh làm địa bàn đầu tiên để chinh phục. Ngày năm đầu tiên tại Việt Nam, Starbucks đã liên tục mở 4 quán và đều thuê mặt bằng tại các khách sạn 5 sao hoặc cao ốc văn phòng tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến giờ thì hầu hết các thương hiệu F&B lớn của Mỹ, đặc biệt là trong ngành fast food, đều đã vào Việt Nam với tiềm năng của thị trường gần 100 triệu dân này. Nhượng quyền đã được chứng minh là mô hình kinh doanh phát triển thành công nhất trong vòng 100 năm qua, góp phần đưa những công ty do tư nhân sở hữu có quy mô ban đầu rất nhỏ tại Mỹ trở thành những thương hiệu toàn cầu khổng lồ. Theo phân tích của bà Nguyễn Phi Vân, thành viên sáng lập và phát triển công ty World Franchise Associates khu vực Đông Nam Á, công nghiệp nhượng quyền tại Mỹ đã chuyển hóa ở mức độ rất cao và trở thành thị trường nhượng quyền lớn nhất nhì thế giới. Và tại Mỹ, hệ sinh thái nhượng quyền đã hoàn chỉnh, bao gồm các hệ thống nguồn cung cấp kiến thức, tư vấn, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ luật pháp, chuỗi cung ứng, chính sách hỗ trợ của nhà nước, hoạt động hỗ trợ của các hiệp hội. Khái niệm franchise tại Việt Nam vẫn được nhìn nhận theo nhiều góc nhìn khác nhau. Không hiếm doanh nghiệp vẫn coi đây là cách kiếm tiền nhanh chóng và dễ dãi. Do vậy, họ sẵn sàng chạy theo lợi nhuận mà bỏ qua chất lượng dịch vụ. Ví dụ như Phở 24, chuỗi nhà hàng phở đi tiên phong trong xây dựng hệ thống nhượng quyền chuyên nghiệp tại Việt Nam, ra đời từ năm 2003, thời điểm mà nhượng quyền thương hiệu còn rất mới mẻ tại nước ta. Phở do nhà sáng lập Lý Quý Trung khởi sự ban đầu, phát triển rất tốt và nhận được sự công nhận rộng rãi tại Việt Nam cũng như là trên thế giới. Tuy nhiên, sau một thời gian mở rộng quá nhanh, Phở 24 đã bộc lộ nhiều hạn chế trong năng lực quản lý và vận hành chuỗi, như là chất lượng không đồng đều giữa các quán trong chuỗi, dịch vụ sa sút, giá bán tăng cao. Và hiện tại thì Phở 24 chỉ có gần 40 nhà hàng tại Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Úc và Hồng Kông. Cũng theo bà Phi Vân, bản chất của nhượng quyền là chia sẻ sự thịnh vượng và cả rủi ro trong kinh doanh. Nhượng quyền do vậy không phải chỉ đơn thuần là việc bán thương hiệu, treo bảng lên và kinh doanh rồi chấm hết. Nhượng quyền còn là sự thấu hiểu nhau, biết chia sẻ tinh thần win-win, nghĩa là hai bên cùng có lợi. Và điểm quan trọng nhất mà những nhà kinh doanh cần chú ý tới khi tìm hiểu về mô hình kinh doanh nhượng quyền thương hiệu đó là những yếu tố chủ chốt trong mô hình kinh doanh này. Khi được yêu cầu liệt kê những yếu tố chủ chốt mang lại thành công trong lĩnh vực nhượng quyền thương hiệu, bà Nguyễn Phi Vân, người từng đưa Gloria Jean's Coffee về Việt Nam cho biết, yếu tố đầu tiên là phải đảm bảo có sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo và khác biệt nhưng phù hợp với văn hóa, tập quán tiêu dùng của người bản địa. Nói cách khác, người nhận nhượng quyền cần trả lời được câu hỏi mà khách hàng hay hỏi, đó là điểm khác biệt cơ bản của sản phẩm, dịch vụ là gì? Hay tại sao tôi phải chọn sản phẩm của bạn mà không phải là của một ai đó? Ví dụ như thương hiệu Starbucks đang hiện diện tại 70 nước trên thế giới, thì đó là dòng sản phẩm cà phê đá tuyết Frappuccino chỉ có tại chuỗi quán gắn logo nàng tiên cá xanh. Nếu bạn không tạo ra được sự khác biệt, nghĩa là đang cạnh tranh bằng những sản phẩm hàng nhái. Trong một môi trường cạnh tranh không công bằng thì các hiệp định thương mại tự do đã ký kết xong, bản khai tử sản phẩm hàng nhái cũng xem như đã ký, bà Vân cho hay. Yếu tố thứ hai là bạn cần có sản phẩm mang tính đại chúng, có thể phục vụ cho nhóm đối tượng khách hàng có quy mô lớn nhằm thỏa mãn nhu cầu hiện có hoặc tạo ra một nhu cầu mới.
Nếu đối tượng tiêu dùng mục tiêu là một thị trường có sức mua đủ lớn, hiện diện trên một thị trường địa lý diện rộng, thì mô hình đó có cơ hội nhân rộng và do đó có thể áp dụng mô hình nhượng quyền thương hiệu. Yếu tố chủ chốt thứ ba là mô hình cần dễ dàng nhân rộng, mang tính mở chứ không phải đóng. Địa điểm kinh doanh là một yếu tố rất quan trọng trong việc kinh doanh chuỗi hay là nhượng quyền thương hiệu. Vì vậy, mô hình nào càng dễ dàng trong việc tìm điểm kinh doanh thích hợp thì sẽ càng có nhiều cơ hội thành công trong việc xây dựng hệ thống chi nhánh nhượng quyền. Bà Vân cho biết, các mô hình kinh doanh nhỏ như kiosk, cửa hàng nhỏ trong khu phố hay các loại dịch vụ không cần sự hiện diện của văn phòng tại những mặt bằng đắt giá là những mô hình dễ nhân bản nhất, dễ đầu tư và kinh doanh nhờ chi phí hoạt động thấp. Ngoài ra, doanh nghiệp nhượng quyền cũng cần đầu tư khai thác những mô hình hoạt động có quy mô lớn nhỏ khác nhau nhằm nâng cao khả năng nhân bản và thích ứng với hoàn cảnh thị trường. Suy cho cùng thì nhượng quyền thương hiệu là việc chia sẻ mô hình kinh doanh đã thành công và mang nó từ nơi này đến nơi khác. Vừa rồi thì trường doanh nhân HBR đã gửi tới quý vị và các bạn bài học về nhượng quyền thương hiệu, một mô hình kinh doanh chia sẻ thịnh vượng. Hy vọng rằng nó đã mang đến cho quý vị những kiến thức mới mẻ hơn trong kinh doanh. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bài học tiếp theo.